Hi, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay kênh Hoa Việt Nam sẽ giới thiệu với các bạn một cái mẫu nồi chiên không dầu của thương hiệu Lock & Lock với cái mã là EGF357BLK. Thì trước mắt các bạn đây là cái mẫu EGF357BLK ha. Thì cái mẫu này của Lock & Lock nó sẽ có một cái dung tích lớn với cái dung tích là 5.2 lít ha. Thì bây giờ mình sẽ đi sâu vô những cái tính năng của cái máy cũng như là đo cho bạn kích thước thực tế của cái máy là như thế nào. À, rồi thì bây giờ mình sẽ đo cái kích thước của máy cũng như là kích thước của cái lồng bên trong máy ha. Thứ nhất về chiều cao thì chiều cao của máy nằm trong khoảng là 34.5 cm ha. Bề ngang của máy á, mình đo phía bên dưới này. Bề ngang là tầm trong khoảng 30-31 và chiều sâu của máy tính luôn cái tay cầm này luôn á là nằm trong khoảng là 30-38 ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ đo thử cho các bạn xem về cái dây dẫn của nó là chiều dài là bao nhiêu. Đó thì ở phía sau đây mình sẽ quay cho bạn xem. Đây là chiều dài của dây dẫn ha. Thì nó nằm ở trong khoảng là 1 mét. Và dây dẫn của nó là 1 mét nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ tiếp tới cái phần là đo cái lồng phía bên trong của máy để cho các bạn coi là bao nhiêu. Thì đây là một cái máy mới mà nó mới vui ra. Thì phía bên đây là thùng của máy. Thì nó sẽ có những cái tem cũng như dán này để cố định cái lồng này để khỏi bị lung lay khi mà mình vận chuyển. Đó, thì bây giờ mình sẽ tháo cái lồng ra để cho các bạn coi. Đây là cái lồng bên trong máy. Mình sẽ để máy lồng bên. Mình sẽ đo thực tế cái lồng máy bao nhiêu. Thì đây ở Lock & Lock nó có một cái hay ở chỗ là cái phần này của máy á, nó không giống những cái mẫu khác, mình sẽ bật lên để nó sẽ trượt vô những nút lấy cái lồng ra. Rồi thì phía bên trong đây máy nó sẽ có một cái lồng chiên nhỏ nha các bạn. Đây một khay, mình nghĩ đây là một cái khay nướng. Thì để tí nữa mình sẽ mở ra cho bạn xem chi tiết bên trong sau. Rồi thì đây là cái khay chiên của máy. Mình sẽ đo thực tế về cái bề ngang và về chiều dài nên là sâu bao nhiêu. Bề ngang là 23 nè. Thì này là 24 và chiều cao của cái lồng là 11.5 cm ha. Rồi thì đây mình sẽ cho các bạn xem lại cái lồng nồi của nó ha. Đây thì đây mình bạn có thể chiên rất là mọi thứ. Đây cái lồng này chén men nên nó sẽ chống dính ha. Bạn có thể thấy những cái lần ở đây nó dùng để nó nhiệt nó tỏa đều trong cái lồng này. Rồi phía cái lồng này cũng vậy, không có chén men hết luôn. Thì khi mà dầu mỡ nó chảy xuống dưới đây á thì các bạn có thể vệ sinh rất là dễ dàng ha. Mình có thể bỏ cái này vô trong máy rửa chén cũng được. Rồi bây giờ mình sẽ đi vô quay vào cái phụ kiện đặc biệt này. Cái này mình cũng mới thấy thôi chứ mình cũng không đoán là Lock & Lock sẽ kèm theo cái phụ kiện này phía bên trong máy. Rồi đây không ngoài dự đoán của mình thì đây là một cái khay chiên. Một cái khay thì với cái khay này bạn có thể nấu những món như ví dụ như là nướng bánh chẳng hạn, hoặc là nấu súp gì đó, cái món nào chiên xào thì món này cái lồng này cho mình có thể giữ được nước nên là các bạn có thể yên tâm về cái việc là nướng bánh ha, nấu một cái món ăn nào đó mà có nước chẳng hạn đó thì mình có thể đặt vô đây, đặt vô đây bên trong cái lồng như thế này ha. Đây trong cái lồng giữ như thế này để mình nấu. Rồi thì bây giờ mình sẽ đi tiếp vô cái phần là những cái chức năng của máy nha. Thì cái máy này có một cái màn hình cảm ứng có những cái chức năng cài đặt sẵn, thì bây giờ mình sẽ đi vô những cái chức năng có sẵn bên trong máy. Thì với mỗi cái mẫu nồi chiên không dầu Lock & Lock đi kèm máy đều có một cái cuốn sách hướng dẫn sử dụng ha. Đây, đây là hướng dẫn sử dụng nồi chiên không dầu bằng tiếng Việt. Đó, đây. Và một cái phiếu bảo hành cũng như là một cái cuốn sách hướng dẫn sử dụng. Nhưng là tiếc là cuốn sách hướng dẫn sử dụng này vẫn là tiếng Anh. Nhưng các bạn đừng lo lắng quá vì mình cũng đã coi sơ qua những cuốn của Lock & Lock thì mình đều thấy là ở đây nó đều có hướng dẫn. Ví dụ như món một món ở đó thì nó đều nói về thời gian nè. Thời gian ở đây và bao nhiêu phút và nhiệt độ là bao nhiêu, nó có nói ghi rõ trong đây để mình có thể là coi qua. Thì nó mình nghĩ là cái những cái chị nội trợ có thể là xem sơ qua những cái món này ha, và mình xem thêm ở trên mạng để có ra làm ra những món ăn ngon. Rồi bây giờ mình sẽ thứ nhất là mình đã cắm cái máy này lên cắm cái máy nồi chiên không dầu EGF357BLK này lên ha. Dung tích của nó là 5.2 lít. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem về cái bảng điều khiển của nó ha. Để mình zoom lại gần một chút. Đây, đây là cái bảng điều khiển của
Lock and Lock EGF 357BLK. Đó, thì khi các bạn cắm điện lên nó sẽ lên một hình giống như vậy. Các bạn nhấn vào nút nguồn ở đây. Đó, để khởi động lên. À, rồi thì khi các bạn, nó sẽ có những cái chức năng chọn sẵn ở đây. Thì bây giờ mình sẽ chọn trước ha. Bạn nhấn menu M này. Đó, có khoai tây, có thịt nè, có tôm nè, có nướng bánh nè, có gà nè, có thịt nè, có cá nè. Ha. Rồi bạn nhấn thêm một lần cuối cùng nữa là có nghĩa là bạn vô một chức năng tự chọn. Thì các bạn có thể chọn thời gian và nhiệt độ ha. Ví dụ nhiệt độ ở đây, bên tay trái của bạn đây ha. Và thời gian ở bên tay phải. Đó. Tối đa của mình là 30 độ C, à, 30 phút. À, xin lỗi, như là tối đa nó cao hơn, để mình coi lại. 60 phút, tối đa của mình là 60 phút mà. Và nhiệt độ tối đa của mình là 200 độ C. Ha. Thì đây là một cái khoảng thời gian và cũng như một cái mốc nhiệt độ thì các bạn thể nấu được tất cả những món ăn hiện tại rồi. Thì các bạn cũng đừng nên lo lắng quá. À, và thì bây giờ mình sẽ ví dụ một, mình chọn một món ăn nào đó đi, mình tắt máy đi. Đây, mình tắt máy ha, mình bật lại ha. Chọn một món ăn, ví dụ như là khoai tây chiên đi ha, mình nướng trong vòng 25 phút với nhiệt độ là 180 độ C. Thì bạn nhấn vào đây một lần thì các bạn thấy biểu tượng ở đây đang chạy không? Đó, đang xoay ở đây nè, có chấm màu đỏ ở đây. Thì quá trình nó đang bắt đầu chạy thì nó sẽ nhấp nháy và đổi từ nhiệt độ sang độ C ở đây. Đó, đổi qua độ C nè. Và nó đổi một lần nữa qua nhiệt độ. Đó, các bạn thấy không? À, qua thời gian. Rồi thì trong quá trình nấu á, nếu các bạn tháo cái kéo cái này ra nó sẽ tự động ngắt máy liền. Và các bạn đút vô lại nó sẽ chạy tiếp. Để mình thử nha. Để mình quay xa ra một chút. Để mình thử. À, đây, mình quay xa ra một chút. Khi mình kéo cái khay ra, nó sẽ tự động ngắt máy hoàn toàn nha. Ngắt hoàn toàn máy luôn. Nhưng mà khi bạn đóng lại, đó, nó sẽ mở lên bắt tiếp tục chạy. Đó, tiếp tục chạy cái chương trình mình đã cài đặt trước cho hết chương trình. Rồi, thì trường hợp bạn muốn dừng lại á, bạn có hai cách. Một là bạn rút ra như mình nói ha. Thì bây giờ bạn muốn lên một lần nữa thì bạn nhớ ở đây. Đó, thì trong quá trình này bạn có thấy cái chấm đỏ đang bị tắt đi không? Đó, nó đang vẫn trong quá trình là nấu, nhưng cái chấm đỏ nó bị mất đi thôi. Đó. Rồi thì khi bạn nhấn giống như mình nói thì cái chấm đỏ đã mất đi và quạt nó vẫn quay nha các bạn. Quạt của máy nó vẫn quay một khoảng từ 20 đến 30 giây thì nó mới sẽ ngắt máy hoàn toàn. Đó, thì bây giờ mình sẽ chờ một xíu để cho cái máy ngắt luôn. Thì không biết là các bạn có nghe không, để mình đưa cái microphone vô bên trong cái máy. Đó, mình thấy nó tắt rồi, nó tắt luôn, mình tắt luôn cái quạt ở đây. Thì với cái biểu tượng này nó sẽ cho các bạn biết được là nếu cái vòng ở ngoài nó xoay đồng nghĩa với việc là quạt đang quay và cái chấm đỏ bên trong nó sáng lên, đồng nghĩa với việc là nhiệt độ đang trong quá trình là tăng nhiệt độ hoặc là đang giảm nhiệt độ hoặc đang nấu đó. Đó, để các bạn hiểu vấn đề đó. Rồi thì ở cái dòng máy này nó có một cái hay nữa, à, là mình thấy nó cũng rất là hay, à, so với dòng hoặc là mới những cái dòng đời cao của Philips chẳng hạn, đó là một chế độ hum. Thì với chế độ hum của cái máy này nó nằm đến là, à, mình nhớ mình có đọc qua là đến 120 phút thì cái nút chế độ hum ở đây, à, nút chế độ hum ở đây bạn nhấn luôn nó sẽ sáng lên. Thì khi bạn nhấn cái chế độ hum đồng nghĩa với việc là bạn không thể chọn nhiệt độ và thời gian nữa. Nó sẽ mặc định cho các bạn là thời gian là 120 phút thôi. Thì nó luôn giữ ấm thực phẩm của mình, à, luôn giữ cho thực phẩm mình ấm ở trong cái mức nhiệt độ phù hợp để cho cái thức ăn của mình luôn ấm. Ví dụ như bạn muốn nấu ăn nhưng mà bạn chưa có ăn liền và bạn muốn đợi khoảng chừng chồng hoặc là con mình khoảng chừng 1-2 tiếng nữa mới về mình, nhưng mà mình đã nấu ăn xong rồi thì mình vẫn có thể nấu ăn hoàn tất luôn và mình bỏ vô trong đây, mình chọn chế độ hâm đó, nó sẽ tự động chạy ha, giữ ấm cho thức ăn của mình cho tới lúc mình mong muốn. Và khi mình kết thúc thì mình nhấn một lần nữa tắt đi, mở ra và cái thực phẩm của mình rất là ấm, giữ nóng thực phẩm của mình. Đó là một cái hay ở dòng bếp inox này. Thì vừa rồi là những cái hướng dẫn và những cái cách để cho mình nói cho các bạn biết về cái cách là hướng dẫn sử dụng, như là cách sử dụng cái nồi chiên không dầu Lock and Lock EGF 357BLK này. Thì bây giờ mình sẽ quay một cái vòng tổng thể ha, tổng quan cho các bạn xem về phía trước, phía sau và máy như thế nào ha. Đây là cái dây đường thông hơi của máy ha. Và đây là cái chỗ dây cắm điện ha. Thì mình có nói ở đâu kia. Thì nếu các bạn nào đã xài qua những cái nồi chiên không dầu của Philips thì các bạn một số dòng các bạn sẽ thấy được đây là cái lỗ là có thể đút cái dây bên trong được để làm cho gọn dây, nhưng mà ở đây là không nha các bạn. Đây chỉ là chống như chống gãy thôi, đó, kéo lại thôi, không thể đút vô trong được. Đó.
là một cái. Thì mình cũng nói trước luôn để trong trường hợp là các bạn mua về mà các bạn nói tại sao là cái lỗ này mình nhìn giống như của Philips quá nhưng mà không biết làm sao lại không có nhét vô bên trong được, thì đây là cái lỗ tản nhiệt của máy ha. Thì khi các bạn mua máy về, bạn muốn test máy cách nhanh nhất luôn á, bạn chọn chế độ, bạn chọn bấm cho nó chạy và bạn rờ vào phía sau này, bạn sẽ thấy cái hơi nóng nó tỏa ra ở chỗ này, nghĩa là máy đã hoạt động ok rồi. Còn về những cái lỗi kỹ thuật về sau thì hãng người ta sẽ chịu trách nhiệm bảo hành cho mình ha. Thì mình cũng nói qua về đây, đây là cái phiếu bảo hành của Lock and Lock ha, đây phiếu bảo hành của Lock and Lock ha, đây hướng dẫn sử dụng kèm theo máy ha. Đó. Đây thì thường á, thông thường là những cái mẫu nồi chiên của Lock and Lock đều bao gồm hai cái thùng, cái thùng này là cái thùng chính của nó và cái thùng này cũng bọc phụ bên ngoài. Đó. Nó đều ghi đầy đủ về, giống như cân nặng của máy đây là 7.5 kg ha, dung tích là 5.2 lít đó, mã là EGF 357BLK. Đó. Công suất của cái máy này là 1.800W nha các bạn sẽ coi đây đó. Công suất của máy là 1.800W, để mình cho nó các bạn xem thêm một số thông số của máy nữa nè. Đó đây nè. Đó. Thì vừa rồi là một cái video hướng dẫn về cái mẫu nồi chiên của thương hiệu Lock & Lock với cái mã là EGF 357BLK. Cảm ơn các bạn đã theo dõi những cái video của Kinh Home Việt Nam. Thì nếu các bạn có thắc mắc gì hãy comment bên dưới và chúng mình sẽ trả lời các bạn nhanh nhất có thể. Cảm ơn các bạn.